Ủa sao mình chào rồi mà khán giả vẫn còn cho tao rồi. Khán giả vẫn còn cho tao rồi. Sau khi ban nhạc đã biểu diễn mà quá mệt mỏi, bây giờ khán giả thì ngồi chơi chờ ban nhạc chân không ăn uống rồi ban nhạc chân không mới chơi tiếp. Trời, ban nhạc không chân ăn dữ vậy. Nhưng mà cũng có mệt không? Ban nhạc không chân. Mà ta khuya luôn, xong quá. Hello. Ôi, mình vô đi nè. Chúc mừng đi đi lên 1, 2, 3 vô. Vô. Vô mỗi ai mỗi mỗi vô. Ôi ôi, thiếu su. Nó thiếu trứng cho nên ở ngoài nó không được bóng. Đó là phải để trứng ở trên nữa. Con gái làm hả? Con gái lên. Wow. Ngon lắm, giống như Việt Nam. Wow. Nhưng mà nó không được bóng, ta hết trứng rồi. Còn trái nào đây mẹ 10 cần 1 giờ sáng mình ăn. Ôi, ăn bánh su, ăn bánh su. Liên thử cái lên. Cho thử cái cho. Thử chứ. Thích ăn cái này đó. Nhưng mà nó không được nhìn không có được bóng lên. Hết trứng. Chúng em là ban nhạc chân không xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Và đây là Thu Anh, đây là Yến Châu, đằng sau là Liên đến từ Canada. Quên nữa, Thu Anh là đến từ Alabama, Yến Châu thì đến từ Orange County. Và Vân, đây là chủ nhà. Chúng em hôm nay không có trống, à quý đã mỏi cánh rồi, cô lộn mỏi chân rồi. Hồi nãy chúng em có đánh trống, hát nhiều bài rất là hay. Và bây giờ mình êm dịu lại, mình cho A Muối nghỉ ngơi để chúng ta tặng cho quý vị khán giả một bài hát rất là êm ái, nhẹ nhàng. Và bài hát được mang tên Bài Không Tên Số 8. Người quên tìm lại
sâu cho tình tan nát, dù biết
bây giờ nhóm Chân Không xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được mang tên Quỳnh Hương. Thank you.
Rồi bây giờ chúng ta bye bye đi về. Xách đàn đi về, xách son đi về. Con chó này nó két. Két két con chó này két. Có quên gì không? Quên Vân. Quên Vân. Bài Vân nha, cảm ơn Vân nha. Nhớ đón xem YouTube nha. Không sao. Ủa chắc cha bên này không phải. Xe bên này. Bye bye bye. Nhớ xuống alo nha. Ok cưng, bữa nào rảnh cà phê cưng. Ok, take care nha. Take care, bye Vân. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you, bye bye.